còn cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, còn cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết giang cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Trai cứng vì hứng nỗi gian nan, bàn tay cha khô héo vì kiêng sông nuôi con,
tình thương cha vô bên, vượt nuôi thai ngất cao. Tình yêu cha dành cho con, đại dương kia con là bao. Lòng cha luôn ôm ấp, hoài bão sông cho con. Dù cho bao gian khó, mặc gió bão trông gai, tình thương cha vô bên, vượt nuôi thai ngất cao. Tình yêu cha dành cho con, đại dương kia con là bao. Cha yêu ơi mãi không quên, bao năm qua sống bên con. Cha yêu thương đứng lớn con. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và phục sinh để mở đường cho con người được vào cõi trường sinh, chúng ta tin chắc rằng sự chết chỉ là một cuộc biến đổi, là cửa ngõ tiến vào sự sống và hạnh phúc không bao giờ tàn phai, như lời Chúa đã ứa ban cho những ai trung tín với Người. Giờ đây tất cả chúng ta hãy thành khẩn cầu nguyện cho ông Giuse mới qua đời. Xin Chúa cho người tín hữu này sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Mời mở sách trang 46. Con nay trở về, cùng Chúa. Cầu nguyện lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời đoàn dân Chúa đang tha thiết khẩn cầu. Mà thương đó nhận người anh em chúng tôi đi trong cuộc sống tình duyên đã nhận biết Chúa, đã bỏ ra cuộc đời cho Chúa và đặt trọn niềm tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Giờ đây xin Chúa thăm tẩy tha thứ các lỗi lầm thiếu son và cho người anh em này được về sông bên Chúa, vui hưởng bình an với các anh và những người Chúa cho chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được điền vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được điền vào trong cái chết của Người sao? Vì được điền vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cái chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Nhờ phép rửa và các bí tích khác, người anh em chúng ta đây đã được kết hợp hơn một với Đức Kitô. Nhờ quyền năng của Chúa Cha thì chúng ta cũng tin tưởng rằng người anh em thân yêu của chúng ta đây hôm nay bước qua cái chết, tức là thoát khỏi ánh thống trị của tội lỗi, để được khởi sự tiến vào cõi trường sinh với Đức Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe và đọc lời nguyện các tín hữu. Thiên Chúa là Đấng Thánh, muốn đến với Ngài, con người phải có tâm hồn thanh sạch. Vì thế cậy vào lòng nhân từ hay thương xót của Chúa chúng ta, hiệp dâng lời cầu nguyện cho người thân của chúng ta đây. Lạy Chúa, ông Giuse là người thân yêu của chúng con vừa ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Xin cho ông Giuse được mau về sông bên Chúa. Xin Chúa nhắn lời chúng con.
Xin Chúa chúng ta thứ mọi lỗi lầm thiếu sót mà ông Giuse đã chót phạm vì thân phận yếu đuối của kiếp người. Xin Chúa nhận đời chúng con. Xin cho những việc tốt mà ông Giuse đã làm khi còn sống được đem lại nhiều phép khóa và còn được những người khác tiếp tục. Xin Chúa nhận đời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của ông Giuse luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận đời chúng con. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và ủi an cho tất cả tăng quyến đang buồn phiền sâu khổ vì cánh chia ly này. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, sự chết của ông Giuse làm cho những người thân và chúng con rất đổi đau buồn. Nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng con cùng chạy đến với Chúa qua lời kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ cũng là người đã từng trải thử thách đau thương, nhất là khi mẹ đứng dưới chân thập giá của Đức Kitô. Chúng con thành tâm chạy đến với mẹ, xin mẹ nâng đỡ những người trong tăng quyến vượt qua thử thách này. Kinh mừng Maria, thầy ơn vốn đến Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là ơn. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa. Bà xin cho người anh em tín hữu chúng con đây là Giuse được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho người này được tham dự vào sự sống phục sinh của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta làm chức quan tài nha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng ngũ, xin lắng nghe lời chúng con cẩn vãn này, xin mà thương chúc lành cho chiếc quan tài này được dùng làm nhà tạm cho thân xác yêu hoàng hay ơi na của người nên chúng con đi cư ngụ. Chờ ngày Đức Kitô phục sinh trong quyền năng của Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời bản sách 152 hát câu 2. Trong gian truân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Mắt tôi chan chứa dòng lời thơm bước trong về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tôi tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vâng trung kiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành cho những tân phong này, để những người thân trong tân viên khi mặc vào thì được an ủi, được ơn bình an của Chúa trong tâm hồn biết biến đau thương thành lời kinh nguyện chân thành dâng lên trước tôn nhan quy linh Chúa. Và để cho người mỗi người biến đau thương thành hành động hiệp thông và yêu thương với nhau. Lạy Chúa, đang cũng màu răng này đối với truyền thông dân toàn Việt Nam chúng con là biểu hiện sự tan chết đã thương ly biệt, nhưng với niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, và màu răng cũng là màu tin truyền thanh sạch gợi nhớ đến chiếc áo răng mà chúng con lại nhập khi chịu phép rửa tội để trở thành con người mới. Nên chỉ thầy trong nhiệm thầy Đức Kitô luôn tin yêu qua ta cả cuộc đời cho Chúa. Vì vậy lạy Chúa, xin cho tăng quyến đây khi mà tăng vượt trăng này luôn biết quy ương về Chúa, nhận biết Chúa là lê song giữ tâm hồn thanh sạch tinh điều và luôn sẵn sàng canh thương đón chờ giờ Chúa đến. Và xin Chúa cho những người trong thân bằng quyến thuộc khi mà tăng vượt này biết hiệp thông với nhau trong việc đền đáp ơn nghĩa người đã ra đi, và để những người còn lại biết yêu thương tha thứ gắn bó đùm bọc lẫn nhau
Giữa cảnh đau buồn này chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô vua chúng con. Amen. Bài 151. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con đây như hào nguồn. Một đời tình trăng cao cơ, lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trong cây ở ngày. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Mời con Chúa đây, ngay từ giờ phút này đưa con khỏi vòng tôi lôi đưa đón nhận vào nước Chúa chung hưởng hạnh phúc với các thánh cùng những người Chúa cho và ngày thánh xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô vua chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai rối hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Xin mời một kèm. Con xin thay mặt thượng đế xin cảm ơn cha đã đến chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho linh hồn đi xe được về với mẹ Chúa xin sáng sinh. Cảm ơn cha và cảm ơn quý vị trong ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn. Chất trên bờ vai gầy nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con bao nước mắt rơi cho con êm ấm cuộc đời năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời thầm lặng tình người là tình cha yêu khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba cao quý tình cha thanh cao mây trời con có tình cha đời con hạnh phúc cuộc đời con gì con không tình thương cha tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người ơn cha một đời con luôn ghi nhận niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi cha đâu hay khi tóc bạc màu
biết bao xót xa, bao sông đã qua đời cha hiền. Nhìn lại một đường đi qua cha không tiếc nuối, nghĩ về đàn con có còn ước mong gì hơn. Con mãi nhớ cha luôn khuyên con biết sống làm người. Con mãi nhớ cha, cha vì con lắng lo suốt đời. Nay con thành người biết làm chi đầy bao đam, nguyện luôn khắc ghi ơn cha dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Đã sống với những khốn khó gian truân từng ngày, trên vai người nặng gánh mưu sinh lòng đong suốt cả cuộc đời. Có những ngày mưa rơi hay khi trời nắng cháy, người vẫn đi, cha đi để đổi lấy đắng đón chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắc chiêu đời hy sinh cho con trọn kiếp sống, rồi người đi mãi. Ngày cha xa ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương còn nhiều vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chi mong sao một điều, sống cho thân xứng ơn người, để người luôn nghĩ người tình yêu.
đắng đo chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắt chiêu đời hy sinh cho con trọn kiếp sống rồi người đi mãi. Ngày cha ra đi trời xanh bông hóa nên cơn mây mù. Ngày cha ra đi lên mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương con chúa mãi bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên chúa buồn vui xuôi an hòa. Nay rừng luôn khát cao dòng suối ước mong về ấm ước mong về về bên suối cho lấy chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên chúa buồn vui rồi an hòa. Nhân danh cha và con và thánh thần. Quyền trên nhân chủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta tập hợp nhau nơi đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông Giuse đã được Chúa gọi về nhà Cha. Chúng ta tin rằng niềm tin mà ông Giuse đã lãnh nhận ngài ông chịu bí tích rửa tội luôn luôn hướng dẫn đời sống ông bước đi trên con đường công chính, con đường của sự bình an. Để giờ đây Thiên Chúa dẫn đưa ông vào lòng Abraham. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ông và cầu nguyện cho mọi người chúng ta để niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh dẫn dắt chúng ta tiến về thành thánh Jerusalem trên trời. Và để dâng thánh lễ này được đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của những người đã qua đời, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã phục sinh để đem sự sống cho những ngay đã ly trần, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ban nước trời cho tất cả chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, khi chúng con đón nhận bí tích thánh tẩy, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Xin cho người con của Chúa là Giuse đưa ta khỏi xiềng chích tử thần và chân hoàng anh quân với các người Chúa cho. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê. Thưa anh em, quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nâng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trên trời đến cứu chúng ta, người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống sinh thân xác vinh hiển của người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Cheers.
nào còn thiếu chi còn sợ chi. Có tươi rơm đồng xanh, còn no thoá không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, còn nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng. Nơi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui, trong tay Chúa người dân con đi. Đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian còn có cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có người nào tin thì mới được thừa hưởng sự gia tài ở trên trời. Chúng ta tin rằng cái niềm tin mà ông Giuse đã lãnh nhận vào bí tích rửa tội, luôn luôn tin Thiên Chúa là Cha đấng tạo thành trời đất, tin Đức Giêsu Kitô sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, và ông Giuse đã chịu khổ hình thập giá và sống lại và lên trời. Đó là niềm tin của chúng ta. Niềm tin này đã được lưu truyền từ các tông đồ cho đến ngày nay, và niềm tin đó là phải trả giá bằng máu cấp thánh tử đạo. Và giờ đây chúng ta được cái niềm tin đó là được biết cái mầu nhiệm nước trời, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ được vào hưởng cái mầu nhiệm đó nếu chúng ta luôn luôn tin vào Chúa Giêsu, tin vào đấng đã sai đến, và chúng ta hãy sống công chính để thừa hưởng mầu nhiệm nước trời như ông Giuse đã tin vào Thiên Chúa, và giờ đây ông được đón tiếp vào trong lòng Abraham. Lời chân thành dâng tiến như chấm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. Thương nhớ con Chúa đã chịu chiến vô hình và buồn người phùng sinh. Anh chị em hãy cầu nguyện ý lệ của chúng ta. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận ý lệ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện ơn cho chúng ta cùng bàn thề hội thánh người. Lạy Chúa, tôi tơ Chúa là Giuse khi còn ở đời này đã tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào đấng Chúa Cha đã sai đến, đã được Chúa gia nhậm đoàn dân thanh. Giờ đây xin Chúa lắng nghe lời chúng con nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận tôi tới Chúa và hoàng ngũ cao thanh trên cõi trời đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi luôn. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng vậy đã hoài đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con coi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế quay đoàn cái tiếng thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Hạnh hạnh, Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang.
thiên vì thế chúng con hãy xin Chúa dù thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình giờ mau đứng Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tôi nguyện nô mạng chiêu cố người cờ lấy bánh tặng để ra và trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị nô vì các con. Cầu một tay thứ ngay sau bữa ăn tôi người cờ lấy chén đụng tớ trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhờ lấy mộng vì này là chén máu thầy mở giáo hoa mới và vinh tu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Vì vậy lạy Chúa kia nha con Chúa chịu chế và xong lạy chúng ân chân linh Chúa bên trừng sinh và chân cô đồ đệ tặng Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu con trước tôn nhân và phụng sự Chúa chúng con ta thế nội xin Chúa cho chúng con ghi thân phần mình và mạo đức Kitô được ghi tổ nên mong nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lăn rộng công hoàng cầu để kiện toàn mỗi thánh trong đương mê cầu với đương giáo hoàng Francisco được cộng cho một phao lô được cha phụ ta du xe chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ xin nhớ đến tôi tơ Chúa là du xe mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa xin ban cho kẻ đại chế như con Chúa thì cứu độ số lợi như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt ở vợ tôi tiếng ông bà cha mẹ và tấn bà quý tôi chúng con đã ly trồng trong tình thương của Chúa xin cho thầy được giờ hưởng ánh sáng tôi nha Chúa chúng con ra đi này xin Chúa thương cho tất cả chúng con cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với đôi trinh nữ Maria mẹ Thiên Chúa thanh cả du xe 300 năm đưa đi nữ Maria ca thanh tông đồ và toàn thể ca thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng ta được ca ngợi và tụng vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Amen. Chúa xin tôi chúng con rồi mọi sự giữ xin đôi thương cho những ngày chúng con đang trong được bình an nhờ Chúa rộng lòng thương tôi nhé. Chúng con giờ luôn luôn nói coi tôi lôi về đều nghe toàn coi mọi viên vàng đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con nhưng xin nhìn để đức tin của hội thánh Chúa xin đối thương ban cho thánh được bình an vượt nhất cho thánh y Chúa Chúa hằng sâu nguyện đi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa nhân xa tôi xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phước cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Tôi từ đó hóa thân cát bụi về với gió sông kiếp thân phận người này dương ra chúng con chớ chấm tội chi.
để ca tụng thánh danh và cầu cho người con của Chúa là Giuse. Ước gì nhờ thánh lễ chúng con đang chúc sanh cử hành, tôi tớ Chúa là Giuse được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em ra đi bình an. Rất thân thành và vui mừng được cha đến để chia sẻ và dâng thánh lễ tiễn đưa người anh em của chúng con là linh mục Giuse. Chúng con cầu xin Thiên Chúa trả công và ban rất nhiều công ơn cho cha. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha. Và chúng tôi cũng xin thay mặt trang quyết cảm ơn ca đoàn, các anh chị đã hát và đã đến đây để dâng những lời ca tiếng hát của anh chị giống như là hương trầm bay lên trước nhan Thiên Chúa, và tiếng hát của anh chị giống như những cánh vàng nâng đỡ và đưa linh hồn của xe lên trong bàn tay thương yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho anh chị. Xin cảm ơn. Từ chốn lên đỉnh của tôi, mong biết bao linh hồn không tham. Niềm thành tin dâng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiên tha ban này. Từ vực sâu tiếng khóc than, con vòng nơi Cha và Con và Thánh Thần. Trong tim không, cha ơi sao nỡ đành bỏ con, để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi, cha đâu rồi, tim con đau nhói từng hồi, kỷ niệm hiện về trong thương nhớ, từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời, tình thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con, ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ơn tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương.
còn ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời. Tình thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài, còn đây bóng dáng người cha yêu nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiếu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Con trở về chiếc lá thu rơi, cha ơi đời cha gian khó, bao nắng mưa dãi dầu nuôi con khôn lớn, đưa con vào đời rồi cha bỗng lặng lẽ đi về nơi xa xôi, đi về nơi cuối trời, đi một mình đơn côi. Còn đâu giờ còn đâu nữa, tháng năm vụt qua mắt cha nhạt nhòa, bên con thuở ấy vỗ về yêu thương. Còn đâu giờ còn đâu nữa, người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Còn đâu giờ còn đâu nữa,
đến con thuở ấy vỗ về yêu thương. Còn đâu giờ, còn đâu nữa người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Còn đâu giờ, còn đâu nữa, tháng năm vụt qua mắt cha nhạt nhòa, bên con thuở ấy vỗ về yêu thương. Còn đâu giờ, còn đâu nữa, đời con sẽ bơ vơ bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng bao năm qua con làm cho cha buồn phiền, giờ đây con muốn đáp đền. Nay con còn đâu, cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha ân tình ghi sâu một đời, thời gian không thể xóa nhòa giữa đời.
và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, một khi bị phá hủy đi thì theo thánh ý Thiên Chúa chúng ta lại có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng được Thiên Chúa sắp đặt. Với lòng tin yêu phó thác, chúng ta dâng lời cầu nguyện trong Giuse mà giờ đây sắp rời bỏ căn nhà thân yêu này để tiến bước về nơi cư ngụ vĩnh viễn trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Mời mở sách trang 45. Chúa là mục tử, người dẫn tôi chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi, con sợ chi. Đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tang quyến và cộng đoàn thân mến, giữa lúc đau buồn vì sắp phải xa lìa người thân yêu, chúng ta hãy cùng nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và tha thiết dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin ghé mắt nhìn những con cái Chúa đây đang khóc thầm trong đau thương. Xin Chúa nên sức mạnh và là cho nương thân cho những người sầu khổ và qua biến cố này, cho chúng con nhận thấy rõ hơn tình Chúa thương yêu và bù đắp lại những mất mát đang gánh chịu vì vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc ông Du xe từ giá căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ, xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chịu mến của ông. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay chỉ nuôi tiếc những chuyện quá khứ, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa muốn quy tụ hết thảy mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa là ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần, xin người dân chúng ta bước đi trong bình an. Xin mời nhà đoàn vào làm việc. Yeah.
về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, vui bao nhiêu mến thương lòng trời. Về nhà Chúa, tin con treo hoan lạc Chúa. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, vui bao nhiêu mến thương lòng trời. Đi về nhà Chúa, như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Thank you.
chết khi tôi nghĩ là một lời chúc mừng. Nên khi chúng ta nhờ đó là phải tỉnh thức để nhận ra khi nào tôi gọi đó là chúc mừng chết. Nên nhiều khi mọi người ta thiếu sự chuẩn bị và có thể chuẩn bị chưa có chu đáo cho nên còn chật chân cái này cả. Với cái tâm tình đó hôm nay chúng ta tiến đưa ông Du Xe về mặt hôm nay và là không phải về lòng đất mà về với tình thương của Chúa và cái ý của Chúa kia là quý giá nhất đó là sự nổi cầu về chúng ta còn thể hiện nên với cái tâm tình đó thì là chúng ta xã hội để xin Chúa chúng ta để chúng ta nhờ lời cầu nguyện chúng ta được Chúa chứng nhận. Thank you.
vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chứa, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas nói với người: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Tôi chúa chúng con. Amen. Vâng.
nguyện cuối cùng, lời từ biệt dẫu được về u buồn của cảnh chia ly, nhưng cũng tràn đầy an ủi về niềm hy vọng. Thật vậy, chúng ta sẽ được gặp lại và sống thân mật với người anh em này. Vậy giờ đây chúng ta phải đau buồn giải tán nơi lòng nhà thờ này, nhưng nhờ Chúa Đức xót ban ơn, ngày kia chúng ta sẽ vui mừng gặp lại trong nước Chúa. Vậy trong niềm tin tưởng vào Đức Kitô, chúng ta hãy an ủi nhau. Chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại bao. Năm chung ước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tớ giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại bao nhiêu năm chung ước đường chân. Cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh xác thân phận hèn, thân con yêu đuối một đời gian nan từng ngày lầm than gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi lại Ngài quên đi biết bao tội đời, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời.
chúng ta đến đây để ngài đức Phật đã không chia sẻ rồi mai sau dẫn sát sẽ về cái ở trên trời để có thể thực thể trong bình an của tôi đi thôi người anh em này trở về quê trời ơi lại xứ Thank you.
phạm nhân cứu giáo xứ bằng tôi, chăm sóc gia đình chúng tôi trong lúc những khó khăn, và cũng xin tâm thành cảm ơn quý bà cô vô bếp thăm bà cứu sổ đã đến tỉnh thương cho anh em chúng tôi và những xe bên trong về nhà này chúng tôi xin tâm thành cảm ơn. Cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi Thủy ơi và tình ơi như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời trong vũng nước cuộc đời Thủy ơi và tình ơi đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau vì sao môi anh nóng vì sao tay anh lạnh vì sao thân anh run vì sao chân không vững vì sao và vì sao hãy nói về cuộc đời tình yêu như lưỡi dao tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào cắt đứt cuộc tình đầu Thủy bây giờ về đâu bây giờ về đâu tôi là chim bói cá em là bóng trăng hà chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng